What's up, xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Box Gear. Thì ngày hôm nay mình sẽ không mở hộp các cái loại gaming gear nữa, mà hôm nay mình sẽ cùng mở hộp cho anh em một cái thiết bị mà nhằm giúp cho chúng ta có thể trang trí thêm cái góc gaming của mình nó gọn gàng hơn và có cảm giác nó là thanh thoát hơn rất là nhiều so với lại những cái loại bình thường. Và đó chính là một chiếc loa sao 3. Và cái loa này vừa đủ dài để ở dưới màn hình và nó không quá to. Ok, bây giờ mình sẽ cùng đi mở hộp và trên tay nhanh em loa này nhé. Let's go! Rồi, như các bạn đã thấy thì trên bàn mình đây đang là một chiếc loa sao 3 khá là dài. Và cái độ dài của nó tương đương khoảng tầm 50cm, hơn 50cm đấy. Thì những cái loa sao 3 như này thì nó rất là nhỏ gọn và nó sẽ dùng để cho tivi hoặc là có thể dùng kết nối với điện thoại, bluetooth vân vân. Thì hộp của em này thì đang được đóng gói khá là cẩn thận với cái vỏ hộp hoàn toàn là màu đen như thế này. Ở đằng trước thì chúng ta sẽ thấy có cái hình cái loa sao 3 ở đây đó, và nó sẽ có cái hiệu sẽ là Q3 và bluetooth stereo. Đây là cái hãng Oye nha các bạn. Hãng này mình thấy cũng có sản xuất bàn phím và chuột đấy. Để mình mở ra nha. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có một cái loa nằm ở giữa, sẽ được bọc các cái lớp mút xung quanh để chống va đập, chống sóc. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây của chuyển sang AV, sợi dây dùng để cho TV ấy. Một cái sợi dây AV nữa nhưng mà là dùng từ 3.5 chuyển sang AV. Đó. Và một sợi dây nữa là sợi dây sạc, và một cái sợi dây nữa là một sợi dây 3.5 nối dài. Có rất là nhiều dây ở trong này, tại vì cái này nó có hỗ trợ các cái chuẩn Bluetooth hoặc là chuẩn AV nữa, cho nên sẽ có rất là nhiều dây. Sẽ tạm bỏ qua một bên. Và đây chính là con loa Bluetooth của chúng ta. Con loa này nó sẽ được đệm mút ba cái, một cái ở đầu, một cái ở hai cái ở hai đầu và một cái ở giữa. Đó. Là tuốt hết ra. Và sẽ là con loa ở giữa này. Rồi, và đây chính là cái em loa sao 3 của chúng ta ngày hôm nay. Thì kích thước thực tế của em này là rơi khoảng tầm là 55cm, tức là khá là dài, đủ để cho các bạn có thể để dưới những cái màn hình lớn, màn hình cong khoảng tầm 32 inch hoặc là 27 inch đều rất là ok. Và cái kích thước của em này cũng khá là nhỏ gọn về cái chiều ngang. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là cái chiều ngang của nó cũng khá là nhỏ gọn. Nhìn sơ qua thì chúng ta sẽ có một cái lưới ở phía trên này. Cái lưới này mỗi bên sẽ chứa hai cái loa, và mỗi loa sẽ có công suất là 5W, tổng là 40W nha các bạn. Ngoài ra thì ở hai mặt bên chúng ta sẽ có những cái lỗ để thoát bass ra như thế này. Đó, ở hai bên luôn nhé. Thì những cái lỗ này sẽ giúp cho cái âm bass nó nghe tốt hơn. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của loa sao 3 đó chính là cái âm bass, tức là nó sẽ không có được bass to như những cái lằn loa mà có cái loa sub riêng. Thì nếu như mà các bạn muốn, các bạn có thể nối dùng cái đầu chia 3.5, mình nối thêm một cái loa sub riêng nữa để mà tăng cường âm bass cho em này. Ở phía trên loa thì chúng ta sẽ có tới 5 nút. Nút thứ nhất chính là nút on off, tức là bật tắt loa. Nút thứ hai là nút đổi mod. Ở đây nó sẽ có 3 mod, đó là mod dùng cổng AV, mod dùng cổng 3.5 và mod dùng cổng Bluetooth. Đó, nó sẽ có 3 mod. Ở đây chúng ta sẽ có nút max bài, nút tăng và giảm âm lượng. Để mà tăng giảm âm lượng thì chúng ta sẽ ấn giữ nguyên hoặc là giữ nguyên nút tăng hoặc là giữ nguyên nút trừ. Nút tức là nút trừ này là nút giảm để mình giảm tăng hoặc giảm âm lượng nha các bạn. Khi nào mà maximum nó sẽ có thông báo. Ở phía đằng trước này thì chúng ta sẽ có một cái tấm nhựa trong ở đây. Và cái tấm này nó sẽ không hiển thị gì hết nhé. Ngoài một cái đèn báo, đó là đèn báo khi mà mình bật thì nó sẽ hiện màu xanh, hoặc là khi mình cắm sạc thì nó sẽ hiện màu đỏ. Khi nào mà sạc đầy thì nó sẽ không có đèn LED sáng đỏ nữa nhé các bạn. Lật ra mặt sau một chút. Và sau này nó sẽ có khá là nhiều cổng. Đầu tiên là cổng micro USB. Cổng này chính là dùng để cắm sạc. Thì các bạn có thể dùng các cái củ sạc mà sạc cho điện thoại á, thì mình đều có thể sạc được cho cái loa này. Cổng tiếp theo là cổng 3.5. Cổng này là cổng micro SD, tức là cổng thẻ nhớ. Và đây là cổng AV để dùng để cắm cho TV. Vậy con loa này nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều chuẩn và có thể dùng cho cả TV, dùng cho PC hoặc là dùng cho cả điện thoại luôn. Rất là tiện lợi. Em này được tích hợp sẵn một con pin, đó là pin 2000mAh. Và mình đã thử sử dụng thì nó rơi vào khoảng tầm 4 đến 6 tiếng sử dụng liên tục nếu mà mình không cắm. Còn nếu như mà các bạn muốn sử dụng cho PC thì các bạn có thể cắm vào cái cổng USB của máy để mình sạc liên tục cũng được và sử dụng song song với lại cái loa của mình. Về chất âm của em này thì nó sẽ nghiêng về chép hơn, tại vì đây là loa sao 3 cho nên là nó sẽ không có chất âm đập bát mạnh như những con loa mà có cục sub như mình đã nói. Nhưng ngược lại thì nó được có một cái, đó là cái trải nghiệm âm thanh vòm tốt hơn.
tại vì nó sẽ trang bị tới 4 cái cặp loa ở đây. Thì khi mà mình sử dụng trải nghiệm âm thanh vòm, tức là âm thanh mà có trái phải á, thì nó sẽ thể hiện rất là tốt, nhất là khi coi phim hoặc là khi nghe nhạc âm thanh vòm vân vân đó. Thì các bạn có thể mua thêm một cái loa sub để mà tăng cường âm bass cho em này. Cái đó thì rất là đơn giản rồi. Về cái thiết kế của em này thì mình thấy nó thiết kế khá là bóng bẩy, xung quanh đều là được sơn bóng luôn, nhìn khá là đẹp. Và cái thiết kế này khá là nhỏ gọn nữa, cho nên để ở phía trước cái màn hình rất là hợp trong những cái bộ gaming gear. Bây giờ mình sẽ cùng kết nối và mở thử cho các bạn nghe nhé. Ok, như vậy là mình đã vừa mới cho các bạn nghe xong về cái chất lượng âm thanh của em này. Thì các bạn đánh giá sao về chất lượng em này? Theo mình thì cái chất lượng của em này khá là ổn với cái tầm giá như thế. Với công suất cũng 20W là khá là to đấy. Thì mình sử dụng thì nếu mà ở trong phòng như phòng khoảng tầm 20-30, khoảng tầm 30-50m2 thì vẫn nghe rất là ổn. Vẫn nghe rất là ổn. Đó. Và nó được một cái nữa là thiết kế khá là đẹp. Nói chung là để trang trí thì tốt hơn, khá là đẹp. Và âm bass của nó cũng vừa phải chứ không phải là quá kém. Tuy nhiên thì nó vẫn thiên về âm chết, cái đó mình đã nói trước rồi. Cái cân nặng của em này thì cũng khoảng rơi vào khoảng tầm 2-3kg, nhẹ, khá là nhẹ nhàng. Nếu như các bạn để ở ngay chỗ góc gaming của mình rất là ổn đấy. Các bạn thấy sao về chiếc loa này? Nếu mà với tầm giá khoảng 500.000 thì các bạn có bỏ tiền sử dụng em này không? Theo mình thì nó rất là ok đấy. Và được một cái là nó dùng để trang trí góc PC thì cực kỳ tuyệt vời. Nó sẽ giúp cho cái góc của bạn nó gọn hàng rất là nhiều. Về chất âm thì cũng mình phải nói thật sự là nó không phải là quá tốt. Rồi, nếu mà các bạn có thắc mắc gì về em này thì hãy comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn có hứng thú về những cái phụ kiện công nghệ hay là gaming gear thì có thể xem các video phía bên tay trái đây, hoặc là phía tay phải của màn hình. Và nhớ đừng quên like và subscribe ủng hộ kênh của Boss Gear nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.